Nha. Một cài đặt chúng ta vào quản lý ứng dụng đó. Tài khoản cho năng anh bộ nhớ đây cái phần ứng dụng các bạn nhé. Rồi chúng ta tìm cái ứng dụng Google Drive nè. Đây chúng ta tìm xóa cái dữ liệu đi, đây xóa cái dữ liệu khác, và một xóa cái dữ liệu ở đây là nó mất hết, mình xóa dữ liệu khác là nó không có mất hết. Đây chúng ta xóa hết ở đây. Rồi chúng ta vào lại cái Google Drive. Rồi bây giờ nó sẽ hỏi lại từ đầu. Bây giờ mình sẽ điền những cái thông tin này. Nó hỏi xem mình đăng nhập vào cái tài khoản nào ha. Bây giờ mình bấm tiếp theo xem. Đó, bây giờ nó sẽ mất hoàn toàn rồi các bạn nha. Như vậy mới là chính xác là mất hoàn toàn các bạn nha. Còn vừa rồi là chưa có mất. Chưa có mắc, nó còn cho mình xóa được ha. Giờ mình sẽ chọn cái tài khoản khác. Mình bấm thử tiếp theo xem. Mình muốn nhập một cái tài khoản khác nè. Thử mình quên mật khẩu nữa mọi nha. Rồi nó không cho đăng nhập. Không có gì nữa. Bây giờ mình tìm một cách cái mình thử như thế nào đây. Mình đăng nhập vào cái tài khoản của em mình á. Sao nó kỳ, sao nó không cho mình đăng nhập ta? Tại mình không muốn đăng nhập vào cái tài khoản này trên cái điện thoại này. À, mình xóa dữ liệu coi như ok đi. Mình xóa lại cái này coi. Cái tài khoản này mình lùi ra. Một cái điện thoại Android á, chủ yếu là cái phần tài khoản xe Play nữa các bạn ha. Rồi tài khoản đăng nhập vào Google của máy. Hai tài khoản nó chính, còn tài khoản YouTube, tài khoản trình duyệt web thì đó nó phụ thôi. Quên mật khẩu, nó không cho mình thử mình đè luôn coi. Sao nó không cho mình đăng nhập cái tài khoản khác ta? Bây giờ mình nhớ mình nó có cho mình chọn hay là do mình mới có đăng nhập một cái tài khoản cho. Hay là mình mới đăng nhập một cái tài khoản thôi nên nó không nhớ. Đây tài khoản Google. Đây. Mình cái phần này của mình nó vẫn còn nằm trên đây nè. Tài khoản này của mình nó vẫn còn nằm ở đây. Mình đã đổi mật khẩu rồi mà nó còn nằm ở đây. Dữ liệu bảo mật. Đăng nhập vào Google. Đây. Mình thử mình kiểm tra cái nói của bạn. Mình muốn thoát nó hoàn toàn đi các bạn. Để mình xem hôm nay nó thuộc một cài đặt ha. Dùng tài khoản khác. Khá là rất gói các bạn. Giờ mình thoát cái Google ra nè. Mình vào lại xem nè. Nó còn lưu cái tài khoản cũ không? Bạn đã đăng xuất khỏi tài khoản Google, đăng nhập lại để tiếp tục. Mình không muốn đăng nhập lại mà nó không cho. Nó phải cho một cách khác nữa ta.
nên nhập mật khẩu tào lao cho nó cho ít chứ là phải cho người ta đăng nhập một cái tài khoản khác vô chứ. Chứ gì kỳ vậy? Nó làm gì sao bệnh? Không được rồi. Thôi mình vô sửa xe clay đi, chủ yếu là xe clay nè.